Sang cũng thấy là lên trên này TikToker rồi lên đây với nhóm luôn, lên đây muốn lửa tùm lum là bữa đu luôn dây cáp nó đu xuống để nó quay view luôn mà. Nào chú Hùng? Bữa thấy TikToker nó đu dây cáp từ trên đỉnh núi đu xuống đó. Đây đu rồi công an bắt chết rồi. Đu xong nó tới nửa chừng nó quay bị hết liên tục cái quần luôn. Cao xoa bóp thảo dược 8S. Hotline 1900 888 663. Alo, xin chào quý vị khán giả. Hôm nay thì là ngày 20 tháng 11. Tấm Sang đã có mặt ở tại núi Bà Đen. Là bữa nay Sang đi tìm trẻ lạc. Mất từ sáng tới giờ, 8 giờ sáng tới giờ tìm trẻ lạc, vô cuộc bây giờ đã tìm được rồi nha cả nhà. Đó. Con heo đi lạc đâu trên núi mới tìm nó đem xuống giờ về. Mà rồi xuống tới chân núi rồi, hôm nay ở đây là núi Bà Đen, xuống tới chân núi rồi sau đó bây giờ mới quên. Lên chảnh để quên đồ. Để quên biết gì không cả nhà. Cái máng heo nó chảnh. Giờ năng nảy sụ qua giúp cho con quay ngược trở lên. Con lấy cái máng heo về, cũng có máng heo còn đói. Có cái đồ ăn mà để quên, bắt chết luôn hết rồi. Gì? Có cái đồ để ăn là để quên trên chết luôn á. Sao là có đồ để ăn để quên trên mất chết? Không có đồ ăn nữa. Công tình tụi đi tìm ông từ sáng tới giờ. À, ở hội đi ca về quân xe cứu thương đó. Đúng không? Dẹp xe cứu thương tự tên lửa. Mắc cái trứng gì á, đang ngủ tối mộng du lên trên núi. Lên trên kiếm gì trên? Đợi gió chứ, lên đợi gió. Hả? Lên đợi gió kiếm trên đó nhà. Có gì? Trên có hàng Nga đồ trên. Hàng Nga đâu xạo. Trên đỉnh núi có một cái tượng tượng bà đen à. Bằng đồng. Cao nhất nghe nói như là lớn nhất thế giới. Tượng bằng đồng. Tượng đồng lớn nhất thế giới, dọc. Con nghe nói thôi, con nghe chút là. Chứ không phải ông nằm mơ, mộng vô lên chợ, tính ăn trộm tượng bằng đồng về ông bán, tính làm tỷ phú. Chắc con lấy được. Ha. Chắc con lấy được. Nhìn mặt mày mà kéo theo nguyên bầy heo cho lên chợ là mà tha hồ mày cậu tượng đồng về. Còn gì nữa không? Cảnh đẹp luôn, Đà Lạt thu nhỏ. Sáng gọi điện thoại cấp cứu. À, rồi mới thằng Long sáng gọi vô cấp cứu. Mình bóc điện thoại, anh điện thoại lên. Alo, ai gọi đó? Nó nói có con đây. Sau đó bắt đầu cái có con đây, con làm gì mà có con đây, con đang đâu mà có con đây. Nó nói dạ con trên núi. Nó bà nội cha mày đang ngủ tự nhiên lên núi. Ở giờ sao nữa? Rồi đi kiếm nước không có. Tại nhà kiếm nước không có mới lên núi á. Nguyên nhà không có nước. Nhà mặt gì có nước. Không biết nữa, tự nhiên cúp nước sao mà vậy vô toilet rồi mới biết hết nước. Nguyên cái Sài Gòn không có nước mà chạy lên đó trên núi. Thì đó lên núi tên lửa bắn lên núi nhanh lắm. Trời ơi, lên núi mà lấy nước suối mày cửa hả? Mát nước suối rửa mát nước trong đá chạy ra tự nhiên mát. Ủi công tình từ sáng giờ ruộng mày tốn biết bao nhiêu tiền vé đi lên chảnh. Nhiều vô. Hả? Đây tại đi miễn phí mà, vé gì sáng con tối con bay lên miễn phí mà. Xong xuống tới đây đã rồi, bây giờ mà kêu là sư phụ con để quên cái máng. Làm tốn ba cái vé, mỗi vé 300 ngàn. Đi khứ hồi nữa. Cái máng của mày nó mắc hơn 900 ngàn á. Máng con để dành ăn rồi sư phụ, ăn trọn đời rồi. Nó đi nó còn phải vác theo cái máng heo nó mới chịu. Bây giờ cả nhà đi cùng sang dắt cả giờ lên khám phá cái máng heo của nó. Với lại sẵn coi trên đỉnh có cái tượng đồng, nó nói thôi là lớn nhất thế giới. Đỉnh Yên Tử có tượng đồng, chùa đồng là coi như là di tích của Việt Nam, lịch sử của Việt Nam. Hôm nay nghe này nó nổ. Lần đầu tiên nó dắt 8 lưu đạn lên tới cái chỗ. Hello. Lần đầu tiên nó dắt 8 lưu đạn lên chảnh, nó kêu kiếm là tượng đồng lớn nhất thế giới mà không có lát giác cũng có mặt heo nữa. Có, con dắt đi là có. Rồi, đi nha cả nhà. Giờ thì
Sang giới thiệu cả nhà, đây là mình đi vô trong cáp treo đúng không? Lần đầu tiên đi mà làm như là biết gành lắm mà giới thiệu người ta. Đó. Đi đánh đi kiếm máng heo. Máng heo cho nè. Với cái không gian này cả nhà vừa bước vô thấy nó cũng độc lạ, nó khác cái mấy chỗ khác là về cái mấy phân cái luồng lên này để mà đi vô trong xếp hàng, đi vô trong là phải đi vòng vèo vèo đông quá là nó phải đi vòng vòng thôi. Trời ghé sư phụ. Bên đây hả? Xin lỗi nha tại. Ok. Người lớn mới đi vé, tao em bé đâu cần vé. Người vé, chia người vé. Người vé mới được hả? Không có vé đi rồi. Dấu vé. Chú còn bé mà đâu cần vé. Chú lên kiếm cái máng heo cho con heo nè. Đi xuống ra đây nó để quên cái máng heo làm tốn 900 ngàn. Chú đi trên đỉnh hả? Chú không phải lên đỉnh, chú nói rồi đi tìm chẻ lạc. Kiếm con lợn này nè. Rồi sau khi... Ê, đi được không chú Vũ? Đi được không? Ở đây đi được không hả? Mày phải bước chân đây nè. Cắt vé nha, chú Vũ cắt cái vé. Người ta nói cẩn thận bước hai chân lên đây chẳng hẳn đi lên. Đó mà là chẳng hẳn đi lên đó. Đi là phải vậy nè. Dạ. Gãi đó chú Vũ ơi. Từ từ đi chú Vũ ơi. Có ai dí chú Vũ đâu. Kế tiếp là mình đi vô qua cái lối này là lối cáp treo nha cả nhà. Đó. Bữa nay là Sang đi công việc cho nên Sang quay bằng cái điện thoại. Cả nhà chỉ xem được điện thoại, Sang quá đem đeo lai cam. Phải có đem đeo lai cam nó quay nó mới đẹp. Giờ lần đầu tiên là vô cái lò thiêu. Đó, đưa con heo vô thiêu. Bên cạnh cái lò thiêu thì mình có thêm là cái gì? Giấy chùm miệng. Vậy rồi. Đâu bậy đâu. Sách hướng dẫn. À tụi nó giấy chùm miệng. Sách hướng dẫn đàng hoàng. Trong đây có những tiết mục đồ như múa cồng chiêng, múa lửa đồ. Vậy hả? Có múa lửa nữa hả? Có tấm tiền không? Chết chào, quên cầm áo mưa rồi chú ơi. Ừ? Quên cầm áo mưa. Quên cầm áo mưa hả? Mưa rồi. Mưa rồi thôi đi xuống. Xuống cũng được luôn. Đó. Giờ xuống hết được rồi. Dễ rồi, mở cửa nhảy xuống. Mở hết được rồi, lên tới đây khóa cửa rồi. Ai bắt mày? Thì bữa nay Sang đi vô là cả nhà thấy đây là cáp treo ha. Cáp treo để đi lên núi Bà Đen. Thì cái hệ thống cáp treo là Sang thấy cũng to đấy. Cũng khá là hiện đại đấy. Đặc biệt là cái lồng của cáp treo thấy nó rất là rộng. Có thể là đi được 10 người á. 10 người cho một cái lồng như thế này. Đó có nghĩa là cái sợi cáp đó, bây giờ cả nhà có thể ngắm quang cảnh nè. Đó. Cả nhà ngắm quang cảnh nha. Bây giờ mình ngắm quang cảnh lên, lấy tí xíu mình ngắm quang cảnh xuống nha cả nhà. Khúc đằng sau lưng này thấy nó cũng tương đối hơi đẹp thôi. Có một cái hồ. Đố chú Vũ thấy nhà con. Hả? Đố chú Vũ thấy nhà con. Đố mày thấy được cái nhà bảo xanh tự vũ. Nhà thương đẻ. Mày ngồi ở đây kêu tao thấy nhà mày. Tao mà thấy được nhà mày thấy luôn cái nhà thương đẻ. Để chứ theo con biết thì sau này sẽ mở cái tiếng cáp từ bên núi Bà Đen qua tới núi Cầu bên đó chú. À. Là bên đi bắc ngang qua Hồ Dầu Tiếng á. À. Đó Hồ Dầu Tiếng á. Đây mình thấy Hồ Dầu Tiếng á. Gió. Giờ lên tới trên là gió bắt đầu nó hú. Đó, nhìn xuống quang cảnh dưới kìa. Lên tới trên này sao nó chậm vậy? Ở dưới kia nó nhanh quá, lên đây nó chậm nhậm mà. Càng cao càng chậm. Rất là đẹp. Ở đây được gọi là núi Bà. Núi Bà Đen. Đây là núi Bà Đen nha cả nhà. Đây đường này đi đâm thẳng lên trên đỉnh núi luôn. Không có ghé lại ở chùa. Ở đây có mấy tiếng cáp treo. Như 3 tiếng, 4 tiếng cấp treo. Quang cảnh xung quanh là cả nhà có thể thấy được là tất cả những cái cảnh xung quanh. Đó. Rất là đẹp. Thì với cái độ cao này, độ cao 5900 hồi đó nha cả nhà. Còn năm nay không biết cái độ cao nhiêu. Phải không ạ? Độ cao giờ núi càng ngày càng lớn ấy rồi. À. Đây có độ cao này, đây có coi. À,
Thì thật ra thằng Ngọc này nó đi lạc từ sáng giờ, lan men lạc trên này chắc có lẽ nó cũng gần. Chỗ nào quýnh bơm nó nhớ hết á. Có làm dấu đâu? Có chứ phụ. Hả? Có. Chắc không? Phụ ơi, trên có nhà hàng này phụ. Rồi, ở đây là cả nhà mình có thể thấy là cái đường đi cáp treo từ dưới đi lên. Đó, rất là bây giờ mình đang hướng lên tới trên đỉnh nha cả nhà. Đó. Thì có những cái mỏm đá rất là đẹp treo leo. Đó. Trời ở ngoài đang mưa mà mưa phùn luôn nha cả nhà. Đó. Còn đây là bên hông nha cả nhà. Rất là đẹp, Osaka luôn. Đây là không phải là núi Yên Tử nữa. Kỳ trước là lên núi Yên Tử, chùa Đồng, tượng Đồng. Bữa nay lên núi Bà Đen thì đó là cái tượng bà bằng đồng phải không? Tượng bà. Đó, càng lên cao thì mình thấy những cái thửa ruộng của khu vực miền Tây. Lên tới trên đây thì gió nó rất là mạnh nha. Và không khí lạnh đã có, không khí lạnh và sương mù nữa. Đó. Gió nó rất là ồn mà nó gió dữ lắm. Không biết cả nhà mình có nghe âm thanh ổn không nha cả nhà. Hiện tại bây giờ là Sang đã đi lên tới được tầng thứ 15 rồi. Còn 4 tầng nữa. À. Còn 3 tầng nữa. 3 tầng nữa tới tầng thứ 18. Đúng không? Còn 3 tầng nữa tới rồi. À. Nè, trong đây có để là tượng Phật cao 72m. À. Trần đi lên cao á, cái hình như là cái tốc độ ở đây nó chạy á, là cái lồng này nó càng bị lắc. Và tốc độ chạy là 300 km/h nha. Gì cười mày hả? Có miếng bùa hả? Ở đây sao lại có cái bùa gì ở đây nữa nè? Sao Việt Nam mình lại có cái bùa tàu ở đây? Ở sương mù ở là trên này sương mù. Sương mù vậy Đà Lạt thu nhỏ đó chứ. Đây gọi là Đà Lạt thu nhỏ hả? Đó, sương mù dày đặc luôn. Hết cái đường mà lên đây là lắc lư quá trời luôn. Đó. Hết thấy đường rồi. Đó. Bây giờ lên tới đây sương mù là hết thấy đường rồi. Mà hơn nữa càng lên cái gió nó càng mạnh á. Gió mạnh lắm. Mà nó làm cái lồng nó bị lắc lư nó trao qua trao lại. Đó. Cả nhà có thể thấy rồi dễ cáp và cáp nó đi đó, rất là nhiều đó. Sang cũng thấy là lên trên này TikToker rồi lên đây quá nhóng luôn, lên đây muốn lửa tùm lum là bữa đu luôn dây cáp nó đu xuống để nó quay view luôn mà đau chứ không. Bữa thấy TikToker nữa đu dây cáp tự trên đỉnh núi đu xuống đó. Đây đu rồi công an bắt chết rồi. Đu sau nó tới nửa chừng nó quay bị hết liên tục cái quần luôn. Đó. Giờ là hết thấy đường luôn rồi không cả nhà. Và hiện tại bây giờ là Sang đang đứng đây nó trao giống như mình đang ngồi trên máy bay á. Đó. Trang ngồi trên máy bay rồi đó. Dặn luôn không? Qua mới qua rồi dặn. Không, nó qua ổ gà. Cáp chạy qua ổ gà á. À, giờ cả nhà nhìn thấy dây nó đưa qua đưa lại là biết là cái này nó trao rồi hả không cả nhà? Tới rồi đó, nó lắc dữ lắm luôn đó. Lắc kinh khủng luôn. Bây giờ đã vô tới nơi rồi đó. Ngoài kia là cả nhà thấy không đó, quá trời luôn.
Rồi, tới nơi rồi. Mình được quyền giá rồi đó. Hello, Tám Lũ Đạn xin chào. Dạ, chào em. Ôi chết cha lối ra. Bây giờ mình tiếp tục là mình đi đây. Sang sẽ để nguyên video cho cả nhà xem toàn cảnh của nó ha. Ở ngoài kia ở sương mù đang thổi vô ào ạt. Không gian này nhìn cũng rất là lý tưởng. Ở ngoài này là cái gì đây? Cái không có ra đó được, khóa cửa rồi. Khóa bên cửa trong. Bên trong. Khóa cửa rồi. Gió mịt mù luôn. Trên nó là gió mịt mù luôn. Dập. Mấy bữa nay trời bão nữa. Thì cả nhà mình bắt đầu lên tới trên đây. Đây hướng nhà xây sinh, nhà hàng, lối ra. Đi thẳng là lối ra. Đó. Sương mù thôi. Đây đi qua nhà hàng với khu vệ sinh. Bây giờ mình đi tới mình review sơ cho cả nhà xem cái khu nhà hàng nó có gì. Ở đây là xem thấy có mấy quầy bánh mì, bít tết, cam, dắt, dạng như là buffet vậy đó, chè, rất là ngon, mà mới có đường vô, đó, rất là nhiều đồ ăn luôn, nhìn nhóc luôn, đó. Giờ làm sao vô nè, biết sao giờ vô được, giờ đi vô ngõ nào, đổ vô rồi, phải vô quay đoạn đoạn cho cả nhà xem, rồi thôi đi tiếp. Rồi kế tiếp là mình đi ra bên ngoài, chỗ nào mà để mắm heo? Dạ. Mắm heo mà để chỗ nào? Trên tầng mây trên 9, ủa 5 cái tầng mây trên. Ta lên tới tầng thứ 15 rồi đó. Chưa, còn 3 tầng nữa. Còn 3 tầng nữa mới tới hả? Rồi bây giờ đi ra ngoài này đó là sương mù nó mịt mù luôn. À, đường rất là trơn trượt nè. Ở ngoài này cả nhà trước khi mà đi ra đây kiểm tra thắng ai bé coi nó có ăn không, không thôi nó trơn nó đi xuống dưới luôn. Đó, TikToker nữa kìa. Thấy chưa? Nghiêng qua. Nghiêng qua một xíu nữa. À, ok. À. Rồi. Tiếp tục là mình sẽ đi qua bên đây nha cả nhà. Đó. Mịt mù luôn. Rất là mịt mù luôn. Đó vừa qua gì? Hả? Cái gì? Đó vừa qua này qua gì? Cái này hả? Qua này hả? Cái này qua đường. Qua Cẩm Tú Cầu. Bảy. Ở Đà Lạt đó. Qua cầu á hả? Cẩm Tú Cầu. Qua cầu chứ không phải Cẩm Tú Cầu. Qua cầu đó. Cả nhà có thể nhìn xung quanh sương mù không đó. Nhìn xung quanh thấy cảnh đẹp không cả nhà đó. Có thấy gì đâu mà đẹp. Sương mù không. Đúng nội tám lựu đạn. Rồi cái chữ này là cái gì à, bà đọc coi chữ gì. Xuân quơ bà đen một tiền. Cái gì? Mình đọc lại coi. Chun quơ. Trên chữ vợ là chun quơ với là bài đen. Bậy bậy nè. Để ông Tám đọc cho con nghe. Chun quơ. Mùa đô. Bà đen. Đen thù lùi. Ờ. Hai mấy chú tiểu lạnh quá, mấy chú tiểu chấp tay phải không? Giống con quá chứ không? Hả? À, nhìn giống y chang bác giới. Đó, à, thấy không cả nhà? Trời ơi. Giờ hỏi kiểu thấy này, thấy tượng rồi. Có thấy được cái tượng đâu? Trên đỉnh. Đó, giờ có thấy tượng đâu? Trời ơi. Này mắt. Cả nhà nhìn kỹ ha. Bác giới đi lạc sáng nó ngồi. Bác giới nó đi lạc á sáng nó ngồi vậy nè. Đó cả nhà thấy không? Đó. Bác giới đi lạc nó ngồi. Trời ơi. Trời ơi bây giờ sao đây? Đó. Mịt mù sương khói. Rồi cái tượng đâu? Bên đây đường đi lên đây nè. Tượng đầu ở đâu? Hello. Rồi. Bây giờ là không thấy gì luôn. Hên là tao không đem live cam lên. Đem live cam lên là hết, hết bài luôn. Tượng này hả? Tượng này mà bự nhất thế giới. Còn tên kia bút tên kia nữa. Đi lên đây nữa. Còn 5 mét 3 tầng nữa. Phải không?
này là từ nhỏ. Đi nổi không chuột? Hả? Nổi, đi nổi không? Cái gì? Chuột đi nổi không? Trời ơi, mày nghĩ sao mà chơi? Vậy? Nghĩ sao chơi? Lớn tuổi dài cả không biết đi nổi không, và đặt đi lên đây nữa. Mày chơi tao lớn tuổi dài cả không biết mày đi lại tao không á. Chưa chắc nghe chưa bộ. Chưa chắc nghe. Mà đi đi nữa, mà đi đường dài này mà thấy cái cảnh. Đó, tượng Tam Thái Phật. Rất là đẹp. À, chưa giờ nó chê mình già cả đêm nổi. Được rồi, mày nhớ. Già cả bà đặt đi leo núi nữa. Gì? Chê là già cả đêm nổi mày coi. Chóng mắt lên trời. Đó. Đây tượng đó. Sương mù mịt mù luôn. Không biết cả nhà nhìn thấy không nha. Quá trời sương mù luôn, không biết cả nhà mình nhìn thấy. Coi mày đi lên nổi không nha. Mày đặt chê tao hả mày? Có gì nói, con ấy con ẵm lên phụ rồi. Cái gì? Đi nổi không mấy con cổng lên. À phải à. Thấy già già vậy chứ mày đừng có tưởng bở. Chưa chắc ai đi hơn ai ha. Ồ, còn trên đây nữa. Không biết cả nhà mình nhìn thấy không, đi hóa nào. Sư phụ muốn đi đâu, sư phụ đi. Cái máng heo mày để đâu? Nè. Tới khu vực, à cái máng này, cái máng heo của mày hả? Đúng rồi. Thôi mày vác về đi. Thôi con gửi đi luôn. À, cái máng heo của này của mày, mày ăn mà tới 3 năm sau cũng chưa hết. Đó khủng khiếp luôn, giờ lên trên hả? Sư phụ lên núi này hả? Hả? Sư phụ lên núi này, sư phụ thấy gì? Thấy lạnh. Thấy lạnh. Chứ không thấy gì hết. Trời ơi, cái cảnh lên trên này. Đó, có một phà phà luôn. Cái tượng bà là đứng trên đây nè. Giờ đi ngõ nào lên? Hết rồi. Không có chỗ nào lên hả? Đi ra ngoài này đứng dòm lên thôi. Vậy thôi hả? Vậy mà kêu tao đi tự dưới lên đây lấy cái máng heo cho mày. Mày gặp lắm rồi. Hôm nay con chiếu phim 5D. Chiếu phim 5D hả? Có cần đi vô coi phim không? Giờ đứng đây chờ hết sương rồi, sư phụ thấy được tự bà. Đứng đây mà chờ đi. Khu vực trưng bày. Mở cửa vô được không? Không, đi được cầu đường này, khóa cửa rồi. Ủa, ngủ đi con. Ở đây vô không? 2 phút nữa mới vô hả? Dạ đúng rồi, có thể qua ghế chúng ta ngồi chờ được rồi đấy. À ok. Thì bây giờ đi đâu? Đi đâu xuống? Hả? Rồi cũng muốn đi đâu? Bây giờ cái máng heo mày đã tới rồi, bây giờ đi đâu? Rồi tiếp tục thấy đi gì đâu đây? Mẹ ơi sao lại có khu vườn nữa nè. Hả? Ok. Không quá. Mới gì lên tới trên này à? Dạ, chú mới lên luôn hả? Đó à. Tại đi tìm chè lạc á. Dạ. Con heo nó đi lạc sáng giờ. Để đi lên kiếm cái máng heo cho nó. Cảm ơn chú. Ok. Rồi. Giờ đi đây vòng qua. Giờ còn chỗ nào đu dây lên nữa không? Đu dây hả chú? Hả? Tới đó hết hả? Ở bên kia là đi đâu? Bên kia là cái đường bên kia. Bên kia đi xuống hả? Đó, cả nhà có thể ra ngoài kia giờ ngược vô á, nguyên toàn cảnh đây. Đó. Ra tốt ngoài kia cả nhà dòm ngược vô là cả nhà thấy thấy mịt mù luôn chứ không có thấy thấy cảnh. Đó. 360 độ luôn. Giờ để vô bên trong coi tham quan rồi có cái gì nha cả nhà. Rồi sau đó mình sẽ đi ra và đi hốt cái máng heo của con mập này, sau đó mình đi về.
Bỏ 8 giờ sáng đi lặn lội lên đây tìm con heo lạc. Cái thùng rác có ma thật kìa xuống. Hả? Thùng rác có ma thật kìa. Quý sợ đấy, thùng rác nó có ma thật là do đó nó bay nè. Nó bay đó không? Không, thùng rác có ai đó đứng đang bỏ rác đó, nó quay hoài á. Đó. Đó, thấy thùng rác nó quay hoài không? Đó. Nó quay liên tục luôn. Có ai đứng đó quay giùm á. Đó, hiện tượng lạ đó cả nhà. Đó, hiện tượng đó là gọi là hiện tượng siêu nhiên. Vô rồi chú. À, giờ xếp hàng vô. Đợi người ta vô trước đi, mình vô sau. À, cả nhà đợi chút xíu để mình xếp hàng nha cả nhà. Nó hơi lâu. Cao xoa bóp thảo dược 8S. Hotline 1900 888 663.